Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình là Khánh Múa IG đây. Tiếp tục một đêm đỉnh cao của mình nha. Thì hiện tại là mình đang được 8K1 điểm, top 34 miền Nam, còn top Việt Nam á thì còn đâu đó khoảng 10K79 điểm nữa thì mình mới được là top 50 Việt Nam. À 1K điểm anh em ơi. Đến với cái trận thi đấu đầu tiên thì không phải thứ bảy chủ nhật mới có bút bảng đâu anh em, mà các ngày thường cũng có nữa. Hên mà ở cái trận thi đấu này á, là mình bên đội win anh em, mà xui cá là mình không được bích IG bên kia hình như tới Việt Nam hay sao á, bích đặng bẻ bút anh em, mà vẫn bẻ không thành công nha anh em ơi. Đến với cái trận đấu thứ hai luôn thì ở cái trận thi đấu này team mình được top 8 Việt Nam The Gat nè, top 34 ngộ không với lại là top bảng xếp hạng Thon, mình được top miền với lại là The Gat Phật A. Thon dạo này được tăng sức mạnh hay sao á nên là bắn cũng khá là đau ở trên 1K7 1K8 điểm đỉnh anh em ơi. Và team bạn thì được 4 thông tạo S với lại 1 thông tạo C, hình như kèo đi đấu của mình á là kèo Zuka. Đầu game thì mình tranh thủ là mình solo kill với lại Zuka, tại vì mình thấy là ngộ không có một pha ra ganh mình nên là mình cấu máu Zuka từ trước rồi. Ai mà ngộ không có cái bùa đỏ xì lô á, Zuka có nhiều chiêu chạy nhưng mà mình có cái tốc biến lên và mình dứt điểm đi được Zuka. Và sau khi mà hạ được Zuka một mạng rồi thì mình lúc này là hơn level của Zuka nên là mình tự tin mình lên mình cấu máu, lúc này là mình và ulti lên mình cấu luôn. Và sau khi mà ăn nguyên cái combo của mình á thì Zuka lúc này là gần hết máu rồi, ăn cục máu trong trụ mà còn bị mình hạn chế cái việc hồi máu nữa. Lúc này là mình hai cái chiêu đánh thường là Zuka phải lên 7 liên số, hai cái đánh thường mà có nội tại nha. Đầu game á thì team mình có rất là nhiều lợi thế luôn nhưng mà hình như xanh quá rồi ảo anh em, mà nên là buộc phải từ thế công mà chuyển sang thế thủ luôn. Tại vì team mình ở giai đoạn đầu game rất là xanh, mà team bạn nếu như mà ăn được mạng á thì là toàn là mạng sách đao không, mà nên là team bạn có vàng có đồ rồi nên là quánh team mình chịu không có nổi luôn. Lúc này là team mình buộc phải quánh thế thủ luôn, từ xanh xong mà chuyển sang là quánh toàn là ôm nhà không à. Tuy là giai đoạn đầu game thì team mình có rất là nhiều lợi thế luôn, mà do là team kiểu như ý y hay sao, với lại là combat toàn combat lẻ không à, nên là buộc phải đánh thế thủ rồi. Và sau khi mà đánh thế thủ như vậy á thì team bạn có những chắc tướng late game bắn sẽ rất là đau, liên tục là những tình huống mà team mình bị bắt lẻ không à anh em ơi. Nên là team mình dẫn tới cái thế là thua người á, gặp team bạn ở đâu là chạy ở đó. Hôm nay á thì Zuka tự nhiên dồn hết combo vào cái con blue luôn nên là tất nhiên là bị mình với lại gắt đưa lên 7 điểm số rồi. Anh em nhìn cái KDA của mình kìa, 515 ở giai đoạn phút thứ 9 thôi là xanh cỡ đó rồi đó, thì không thể nào mà không gủ team bạn combat được. Lúc này là team bạn ăn được con gồng rồi, team mình thì ga đông hơn á nên là pha này gắt hút đẹp nữa, nên là mình lao vào mình bắt AD của team bạn luôn. Không ngờ là AD có giáp hồi sinh nhưng mà tỉnh vậy thì cũng bị mình ăn mạng chấm dứt, và team mình cũng thành công hạ gục đi team HP của team bạn nữa. Vào cái thế đẹp luôn anh em, mà lúc này là team bạn mắc hai người mà team mình thì còn tới 5 người. Không hiểu tại sao mà ngộ không có một pha bị solo kill với Zuka nên là team mình còn có 4 người chưa dừng lại đó đâu, là team mình hình như muốn đẩy luôn cái đường lính siêu cấp này. Mình thì ra ăn con quái đạn hồi tí máu, do là team bạn có Yata nên là pha này team mình không dám kiểu như công cao quá. Yata một phát bay một là hết lính luôn rồi, floor ra múa mình thì chịu không có nổi nên là phải lên 76 rồi. Xui cái là bị cái chừng trị của floor hút đẹp đến từ vị trí của gas nhưng mà nhỏ quá là chưa kịp hút nữa là phải lên 76 rồi. Thế là team mình 2-2. Và sau khi mà thua giao tranh á thì không hiểu tại sao team mình lại không ra chết con kinh công nên là bị team bạn ăn tiêu rồi. Lúc này là team bạn quyết định thả đường giữa luôn. Hôm nay á là 5 thành viên của team mình nó đi chung thì sẽ rất là mạnh luôn, nhưng mà không hiểu tại sao đi toàn là đi lẻ không, mà lúc này là mình định bọc sao đặng mình bánh mì kẹp thịt của team bạn nè. Sau một hồi bọc sao khép góc á thì lúc này là team bạn cũng định lui về rồi, nên là cái con kinh công phút thứ 11 này team bạn hình như là không có lấy được cái trụ nào của team mình á. Mà lúc này không hiểu tại sao á, nhà thì đang gói ghen như vậy á thì ngộ không có một pha đi lên cao đặng cho Zuka bắt tiếp. Đây là ngộ không lên 7 điểm số nhưng mà team mình vẫn không gán, tại vì team mình có gờ gắt á, một khi mà đã bị dính kéo thì chắc chắn là team bạn sẽ phải lên 7 điểm số. Và sau khi mà cái thế hoàng người này á thì team mình vẫn chưa dừng lại nó đâu, là muốn lên cao đánh luôn. Team bạn có một pha căng ngang rất là thành công luôn nhưng mà không có tiếp cận được ai hết trơn á. Floor thì bật ulti lên múa rồi, lúc này là Zuka nhảy vô nhưng mà bị hút bởi hai thành viên, xong rồi mình ulti thành công hạ được Zuka để team mình bắn cháy máy luôn anh em ơi. Lúc này là mình tốc biến lên mình bắt HP team bạn luôn. Và sau khi mà team bạn đã lên bảng điểm số hết 3 thành viên á thì AD có một pha căng ngang AD của team bạn, thì lúc này là AD của team mình lợi thế hơn, đấy là team bạn chỉ còn đâu đó một thành viên thôi.
Đơn lính của team mình sắp lên tới nữa, mà hết lính rồi. Sau khi mà có lính lên rồi á, lúc này là gắt kéo hụt rồi, mình thì định vào kiểu như lấy trụ trước á, rồi combat sau. Mà pha này do ta bay đao quá, may mà mình có cái liềm á, nên là mình thành công sống sót. Và lo thì múa rất là đau nhưng mà cũng phải lên 7 điểm số luôn. Lúc này là team mình hết lính rồi, quá nhỏ. Lúc này là team mình đã thiếu ngộ không rồi, team bạn thì thiếu Yuka là 4-4. AD thì không hiểu tại sao đi qua bên cánh bên kia rồi, chỉ còn 3 thành viên của bên mình thôi, gắt thì bị kẹt lại rồi. Không hiểu tại sao gắt lại đứng cao đến như vậy, bị kẹt lại xong rồi team bạn được nước nên là dồn tới luôn anh em. Mà lúc này là team mình quyết định về đép lính là đẹp rồi, nhưng mà không ngờ gắt có một pha combo ra 5 thành viên của team bạn mà phải lên 7 điểm số. Khi đó thì team bạn có Timmy một cái giáp hồi sinh rất là lợi thế luôn, mà ông gắt không hiểu tại sao ra dám căng 5 mà đúng lúc là con King Kong 15 vừa chuẩn bị ra nữa chứ. Pha này thì chắc chắn là team bạn sẽ nghĩ đến con King Kong là có thể là một cái pha an toàn, mà hình như team bạn không nghĩ đến King Kong hay sao á, mà định ép luôn. Lúc này là AD team mình dọn được nửa tân lính rồi, lúc này là mình bọc ngang đặng áp lực cho team bạn, nhưng mà không ngờ team bạn có một pha lao vào 4-5 người luôn anh em. Mà lúc này là team mình chỉ còn đâu đó là một mình với lại AD thôi. AD lên 7 điểm số rồi, may mà ngộ không bọc sao dọn được tân lính. Lúc này là team bạn yếu hết rồi nên là mình lao ra luôn, nhưng mà không ngờ là cái ulti của mình nó quá trễ, với lại là không đủ tầm đến AD của team bạn. May mà cái tân thi đấu này chưa thua anh em ơi, nên là team mình ra hết 4 thành viên rồi. Em mình nghĩ là team bạn không dám ăn con King Kong nên là pha này team bạn ăn con King Kong bất ngờ vãi. Lúc này là team mình vừa ra tới thì team bạn vừa ăn được con King Kong luôn. Gắt thì bị kẹt lại rồi, Yata có pha bay đẹp không rồi, chết thằng mít luôn anh em ơi. Lúc này là team mình vỡ trận rồi, còn đâu đó 2 thành viên thôi. Yuka có một pha ẩu nên là bị team mình tiễn về tới đèn luôn. Mà ngộ không thì không hiểu tại sao có một pha núp bắt AD nhưng mà lại bị ao nhay à. Ngộ không á thì đáng lẽ ra là chặn lính hoặc là về phụ team thủ trụ, nhưng mà tự nhiên ra căng 5, ấy là cái này thành 2-4 luôn. Mà team bạn có 2-3 cái giáp hồi sinh, với lại là team bạn đang có bùa kinh công nữa. 2 thành viên thì chắc không đánh lại 4 thành viên của team bạn rồi, lao vào như vũ bão luôn anh em. Mà lúc này là tân lính sắp vô rồi, 2 thì không thể đánh lại 5 anh em, mà nên là team mình thủ trong thất vọng. Trận thi đấu thứ hai này team mình buộc phải ôm hẳn. Trận thi đấu này thì mình bị trừ có 19 điểm thôi. Vào với cái trận thi đấu thứ 3 trong buổi tối hôm nay luôn. Thì ở cái trận thi đấu này là team mình có top 11 Việt Nam nè, là Chanel, top 37 miền Nam là mình, với lại top bảng xếp hạng Thon, với lại là top Việt Nam Tulen. Hình như là Thon này gặp ở trận trước hay sao á, kiểu như mình ít liên tục á thì gặp nhau kiểu như 4-5 trận là điều bình thường trong một trận thi đấu đỉnh thôi nha anh em ơi. Còn team bạn thì được 4 thông thạo S với lại là 1 thông thạo B. Ở cái trận thi đấu này thì kèo đối đầu của mình là kèo Zan. Đầu game á thì Zan tỏ ra là kiểu như không có nhùng mình anh em, mà tại vì thấy mình ở đâu là solo kill quá đó à. May mà mình thấy HP team mình xuống phụ á, nên là pha này á Zan có một pha tóc biến lên ao nhanh mình, nhưng mà tóc biến lên rồi hết chiêu hay sao á, nên là cứ đánh thường thôi. Cảm nhận được Zan hết tóc biến pha này rồi nên là team mình gượt luôn. Lúc này là mình còn cái tóc biến nữa, tóc biến lên đánh thường cái một nhưng mà vẫn không đủ đam hơn mà Zan quay lại, nên là mình ăn được cái chén công đầu. Và sau khi mà ăn được chén công đầu á thì Tulen có một pha lên gan AD rất là thành công luôn. Giai đoạn đầu game này thì team mình đánh khá là tốt. Tất nhiên là ăn được Zan một mạng rồi thì sẽ lên level 4 trước Zan. Và pha này mình có một pha chặn lính nè, Zan cũng vậy luôn. Do mình chặn lính mau hơn, với lại là do là mình có level 4 trước Zan á, nên là pha này Zan bị cấu máu rồi. Pha này thì mình gượt luôn nha anh em ơi. Cuối cùng thì mình cũng ăn thêm lượng mạng nữa, Zan này đánh cũng khá là tốt. Đầu game thì mình đi farm khá là nhiều nên là không có giao tranh tổng cùng với đồng bọn. Ở cái pha này á thì là team mình với team bạn có một pha giao tranh tổng mà có sự góp mặt của mình. Lúc này là team mình nhìn sơ qua thì hình như là nhỉnh hơn team bạn Tulen. Lúc này là quánh rất là máu, hết máu mà vẫn không chạy, nên là thành công ăn được double kill. Mình thì chỉ support cho team thôi. Zan nhân cơ hội đó thì cũng lấy được đường dưới của mình rồi. Chưa dừng lại đó đâu, là HP muốn bắt vào mid của team bạn á thì ra là bắt không được. Thế là team mình có một pha là kiểu như lời combat rồi, chỉ lên 7 điểm số AD thôi mà team bạn phải lên 7 điểm số tới 2 người. Chưa dừng lại đó đâu, là mình muốn vô lấy cái đường lính siêu cấp đầu tiên của team bạn, nhưng mà pha này mình bị Wonder ra cản chân rồi. Mai mà HP team mình bay vô khắp góc á, nên là pha này mình bật ulti lên mình chơi Wonder luôn. Nhưng mà không tưởng tượng được là Wonder còn cái quả cầu ao nhay nữa. Lúc này là Yuzu bắn đau quá nên là mình chịu không có nổi. Cuối cùng thì vẫn không lấy được cái đường lính siêu cấp, cái mục đích ban đầu của mình, mà còn phải nằm xuống nữa. Một pha khá là tai hại đến từ vị trí của mình nha. Trong giao tranh ở cái pha thi đấu này á thì mình chọn cái cách là bay vào giữa đội hình của team bạn luôn. Nhưng mà mình chọn kiểu như là
chọn Zan đó, một vị tướng khá là trâu, nhưng mà khoa này không hiểu tại sao Isu bắn tốt đến như vậy nên là mình bị khỏi giao tranh khá là sớm ở cái pha giao tranh này. May mà tem mình xanh hơn á nên là bắn khá là đau đến từ vị trí của Thon. Đúng là Thon cục vàng bắn khá là hay luôn anh em ơi, tóc biến bên kia bắn luôn nhưng mà nhỏ cái cuối cùng là mắc sai rồi nên là bắn không được, nhưng mà vẫn ăn được chip bơ kêu. Tem mình thì vẫn lao vào rất là dũng mãnh luôn, chỉ còn một thành viên của tem bạn thôi. Tulen hình như định không tha sao á, gượt tới nhà luôn. Lại là một pha giao tranh thắng lợi dành cho tem mình. Sau hai cái pha giao tranh lớn á thì cuối cùng tem mình cũng lấy được một cái đường lính siêu cấp của tem bạn rồi. Đường giữa thì không có ai thủ hết nên là tem mình quyết định lấy thêm một đường nữa và thành công lấy được hai đường lính siêu cấp. Lúc này thì mình hên mà còn chấm máu á, chạy về được. Lúc này là tem bạn hình như là định lui về rồi, tại vì tem bạn lính cao quá, lại là tem bạn yếu máu nữa. Và cái pha giao tranh này thì tem mình lời được hai cái đường lính siêu cấp và phải bỏ hai mạng chủ lực, là một pha giao tranh hình như là hòa đến được vị trí của tem mình với lại là tem bạn á. Sau một pha giao tranh lớn thì tem mình có một pha là ăn con kinh công ở đây, nhưng mà tem mình á thì lại bị mắc kinh công trước mặt của tem luôn. Tem bạn có bùa kinh công nên là quẩy rất là sung, tưởng đâu là mình phải lên bảy số pha này rồi chứ, nhưng mà HP tem mình bay quá hay. Đúng là cặp bài Sennel với IG kết hợp rất là mạnh mẽ luôn. Thì cái trận thi đấu này á, tưởng đâu là Elsu tem bạn bắn hay, nhưng mà không anh em, mà Elsu tem bạn hack map hay sao. Cái này là không phải mình nói nha, Tulen nó nói anh em ơi. Sau cái pha giao tranh này á thì tem mình hình như nhìn sơ qua là thấy thua rồi đó, tại vì tem mình mắc 3 người rồi, chỉ còn đâu đó là 2 người thôi. Mà mai mà tem bạn ý y á nên là pha này mình nao nhay được thằng Wander, thế là 2-3. Lúc này mình dụ được mít tem bạn nữa, thế là thành 2-2. Pha này thì HP băng ga khá là quyết đoán nên là hạ được Elsu nữa và thành công lấy đi được 3 thành viên của tem bạn. Lúc này là tem bạn chỉ còn đâu đó 2 thành viên thôi, tem mình thì chưa dừng lại ở đó đâu, đã muốn bắt vào mid của tem bạn. Pha này đẩy hay đến từ vị trí của HP cover cho mid về, nhưng mà pha này thì mid khó về rồi nên là một mạng siêu việt dành cho mình. Lúc này là mình với lại là HP có một pha tranh chấp bùa đỏ nhưng mà mình không thành công rồi, là mình buộc phải lui ra đặng dọn cái tân lính kinh công ở dưới này. Hai con lính con kinh công này thì nguyên hai tân lính rất là mạnh mẽ luôn. Quyết định của mình là sau khi ăn kinh công xong rồi về, nhưng mà có một pha là Zan tem bạn đọc map hay sao á nên là xuống bắt mình. Mai á là mình có Sennel, mình từ một người bị bắt mà đến là một người bắt lại luôn, nên là lúc này Zan có quẩy cỡ nào thì cũng phải lên bảy điểm số bởi mình thôi, bá đạo dành cho mình rồi. Không hiểu cái pha này mà mình nằm xuống thì nó sẽ như thế nào, tại vì con kinh công còn đâu đó 40 giây nó ra rồi, mà tem bạn lúc này về late game rất là mạnh luôn, tại vì tem bạn có một gần Wander vốn manh á, một vị tướng mà kiểu như đánh chuyên về late game á. Còn những viễn chinh kích của Elsu thì rất là chính xác luôn, nên là team mình buộc phải có một điểm hạ gục ngay lúc này nha. Và cuối cùng thì cũng có rồi, nên là team mình ép rất là mạnh mẽ luôn. Team bạn hình như là quánh tỏ ra khá là yếu đuối trước team mình. Vừa nói dứt câu thì có một pha viễn chinh kích rất là hay đến từ vị trí của Elsu, và kinh công đâu đó chỉ còn có 10 giây nữa xuất hiện thôi, mà gần team mình buộc phải lên 7 số rồi. Mình định quay lại ao nhi mít nhưng mà không được rồi, nên là buộc phải rút lui. Mai á, là lính team mình được lên cao anh em ơi, nên là ở cái pha thi đấu này không hiểu tại sao Wander quánh rất là ẩu luôn, nên là bị mình ăn cái mạng chiên thiết. Trời ơi, trong cái suy nghĩ của Wander á thì chắc chắn là mình hết máu rồi, lúc này là kéo mình lại xong rồi anti là sẽ hạ được mình, và trong khi đó là tem bạn còn 5 người, tem mình thì chỉ còn 3 người thôi, là thế này sẽ không ăn được con kinh công. Kịch bản của Wander rất là đẹp nhưng mà tiếc là nó không xảy ra, nên là ở cái pha này á, từ bị động chúng ta chuyển sang chủ động luôn, tại vì chỉ còn đâu đó mấy giây nữa thôi là gần team mình sẽ ra, và một pha 4-5. Team mình có thể mơ về con kinh công hoặc là team mình ép giao tranh team bạn nha. Pha này á thì mình thấy là team bạn lên cao nên là mình không dám lên đặng dọn tân lính anh em ơi. Do là cái chắc tướng của Elsu có cái kỹ năng hack map hay sao á, đánh khá là tự tin luôn nên là bị bắt bởi mình anh em ơi, nên là pha này chắc là hết cho team bạn rồi. Một pha đánh khá là chủ quan đến từ vị trí của Elsu luôn, không biết tại sao mà ông tự tin đến như vậy, nên là pha này buộc phải trả giá 4-5 thành viên luôn. Chắc là tem bạn tâm sự với Elsu nhiều lắm, tại vì do là tem mình còn 5 thành viên á, mà tem bạn thì chỉ còn đâu đó là 2 thành viên thôi. Lúc này là chỉ cần kê 2 thành viên đó không cho tiếp cận con kinh công là đẹp, nhưng mà không ngờ là Wander có một pha bọc sao anh em ơi. Vừa đừng quên là Wander có chừng trị nữa nha, may mà Wander ăn hai cái hát tung luôn anh em, mà nên là pha này không còn gì cho cơ hội của tem bạn nữa rồi. Ông Wander này chơi game đúng nhỏ luôn, nhưng mà pha đầu á bắt mình được á thì chắc nhiên là sẽ là người hùng của tem rồi. Với lại là pha này mà cướp được con kinh công á, từ người hùng gớt một phát xuống chắc là sẽ rất là đau đến từ vị trí của Wander thôi. Và ở cái trận thi đấu này thì cuối cùng tem mình cũng win rồi. Trận thi đấu khá là khó khăn khi mà tem mình ở giai đoạn đầu game quánh đủ tốt rồi, nhưng mà late game chỉ cần sai một ly thôi là tem mình có thể thua.
May mà đến Net Game thì team mình vẫn làm tốt nên là cái trận thi đấu này win. Và bài học được rút ra ở trận thi đấu này là người chiến thắng là người win nha anh em ơi. Đến với cái trận đấu mà căng không kém vì cái trận hồi nãy luôn. Trận thi đấu thứ 5 hay là thứ 6 gì á. Trong buổi tối ngày hôm nay thì ở cái trận thi đấu này team mình được 4 cục top luôn anh em à. Xanh xanh đỏ vàng luôn, có mình xì liêm là thông thạo B lạc lõng thôi. Và team bạn thì được tới 5 thông thạo S lận. Và trận thi đấu này thì kèo đối đầu của mình là kèo Mugat. Ở cái trận thi đấu này á, thì mình giữ KDA 0-0 đến mãi tới phút thứ 4 luôn. Thì team mình có một pha là giao tranh trong trụ, lúc này là mình hết máu rồi, mình chỉ farm lính thôi, mình đâu có vô phụ Wonder được đâu. Nên là lúc này mình dọn lính vô càng nhanh càng tốt nha anh em ơi, xong rồi vô lấy trụ. Nhưng mà không ngờ team bạn có một pha tóc biến lên bắt mình và mình mắc cái quả cầu ao nhai, thì cuối cùng mình cũng phải lên 7 điểm số luôn. Pha thi đấu lỗi thì dẫn đến là mình xém mắc cái trụ này, nhưng mà may quá là mình ra kịp á. Pha này thì thằng Mu nó cấu máu đau quá, kèo Mu đúng khó chịu luôn anh em mà. Nhưng mà do là Mu quánh chủ quen quá nên là pha này bị mình neo nhây nè, lúc này là mình hụt chiêu hết luôn, cay quá rồi. Nhưng mà đến cuối cùng á thì Mu cũng hết chiêu thì mình cũng hạ được rồi. Và sau khi ăn được Mu này thì chắc chắn là mình sẽ nghĩ đến cái trụ đầu tiên nha. Và mình chỉ còn đâu đó một xíu máu thôi nên là mình buộc phải lui về, mà mình tham con quái xe này quá nên là mình phải trả giá tiếp rồi. Phải chịu thôi anh em ơi, nguyên cái tân lính mình lui về thì mắc tân lính mà. Pha thi đấu thứ hai này thì mình có một pha solo kill với Mu, cuối cùng thì mình vẫn ăn được Mu xong rồi ăn được trụ luôn. Nhưng mà do mình mãi solo kill với Mu á, mình không có nhìn qua đường mít á, thì mít của team mình bị mắc hai trụ luôn rồi. Do là mít mắc quá sớm nên là dẫn tới cái hệ lụy là team bạn đánh rất là cao luôn anh em ơi. Ở cái giai đoạn này thì team bạn khá là tự tin khi là lao vào có 3 thành viên thôi mà cự quậy với 4 thành viên của team mình, tại vì team mình bích ở giai đoạn đầu game thì toàn led thôi, top led, AD led với gần led. Mà trong khi đó thì team bạn quánh đầu game vẫn rất là khỏe luôn nên là chắc chắn là team mình sẽ bị ép. Nhưng mà không sao, tại vì pha một chút may mắn á, thì team mình vẫn được Alistair, một cái vị tướng mà kiểu như team bạn không dám đánh ẩu á. Nếu như mà team bạn bị chói á, là team mình dồn một combo là team bạn phải lên 7 điểm số, và trong khi đó thì team bạn sẽ quánh thiếu người nên là team bạn không có dám ép ẩu. Tại vì nói thì nói không dám vậy thôi, chứ team bạn vẫn quánh rất là mạnh nha anh em ơi, không có ngán của team mình đâu. Do á, là Gidu với trận thi đấu này của team bạn lên full tăng anh em mà, nên là gặp khá là nhiều khó khăn trong cái việc là chối team bạn á. Tại vì Gidu đứng cao lên đặng kiểu như câu kéo thôi, mà ông Gidu này quên mất là team mình có một sát thủ đang lớn mạnh dần ở giai đoạn led game nên là buộc phải trả giá ở cái pha thi đấu này rồi. Sau khi mà team bạn thiếu một, team mình cũng vậy, nhưng mà team bạn có pha lên rất là cao luôn nên là bị Alistair chối lại, rồi lúc này là team mình dồn nguyên combo vào và thành công dứt điểm đi được mất team bạn. Nhưng mà xui quá là không ra hang kinh công kịp, mất team bạn có pha đứng cao cũng có rất là nhiều ý đồ luôn. Sau khi mà team bạn thiếu người á thì team mình có một pha y chung anh em à, lúc này là team bạn có một pha đánh rất là lỗi luôn, tại vì tưởng đâu là team mình không đủ đam với lại là không dám chói Gidu hay sao á, nên là Gidu đánh rất là cao, team bạn á thì hình như là ở xa quá nên là lợi cover không kịp được nước nên là mình quyết định là lắng tới luôn anh em mà. Nhưng mà không ngờ là Na có một pha kiểu như chém khá là đau vào người của mình à. Ui mình bất ngờ vãi, Na ao nhây mình pha này luôn à. May quá là ở cái pha thi đấu này thì team mình có rất là nhiều lợi thế khi mà đưa 4 thành viên, 3 thành viên của team bạn lên 7 điểm số luôn. Không hiểu tại sao mà pha này team bạn lại thả đại lộ xây gia ở giai đoạn đường trên à, không thả đường giữa đi, tại vì team bạn đâu còn ai đép nữa đâu. Lúc này là team mình chắc chắn là thấy thằng Na có một pha di chuyển qua bên kia là kiểu như sợ Na bắt đo á, nên là mình kêu nhà kìa. Mà pha này thì Na không hiểu tại sao lại không dám bắt đo mà lui về kiểu như đép phụ trụ. Nên là tầm này á, team mình có một pha là thành công dứt điểm đi được Na luôn, tưởng đâu là win được, nhưng mà ghi đu ga nên là chưởng mắt con lính rồi nên là pha này không win được. Mà hên cái nữa là team mình ở giai đoạn này là phút thứ còn 7-6 giây nữa thôi thì kinh công bảo chúa nó sẽ ra rồi, nên là team mình hạ được gần thì sẽ là một tín hiệu rất là tốt luôn, nên là quyết định ăn con kinh công luôn nha anh em ơi. Team bạn nghĩ trong đầu cũng là do là team mình muốn ăn kinh công á, nên là pha này di chuyển khá là cao, lúc này là Mugat đỡ cái bóng khá là sai nên là team mình là vào bắt được Mugat luôn rồi. Tại sao chưa dừng lại đó đâu thì có một pha Ben bay lên rất là tốt luôn, Gidu thì bị cấu lại rồi nên là pha này Gidu cũng phải lên 7 điểm số. Nhìn sơ qua tưởng đâu là team mình win giao tranh chứ, nhưng mà đã đợi cuối cùng á thì team mình hạ được 4 thành viên, 5 thành viên của team bạn luôn. Và chỉ còn đâu đó một mình Na cờ gót thôi, lúc này là mình yếu máu nhưng mà may là mình có cái liềm á nên là mình tự tin và cũng dứt điểm đi được Na rồi. Và cái trận thi đấu này thì không cần đến con kinh công thì cũng có kết quả rồi anh em ơi. Và ở cái trận thi đấu này thì mình vang về cho mình đó là 100 điểm. Đến với cái trận đấu cuối cùng trong buổi tối hôm nay luôn, thì ở cái trận thi đấu này mình đã được đi
gần anh em à. Không hiểu cái lý do vì sao á mà Buster lại đem tóc biến đi tớp anh em mà không hiểu luôn á. Buster thường thường anh em thấy đi gần thôi chứ, nhưng mà ông này lại quánh khác. Chắc là ông này muốn thành công nên là chọn lối đi riêng á. Ở cái pha thi đấu này thì mất tên mình bị Na Cross lên bạn bắt rồi, nên là mình thấy cái tân lính này không ai ăn nên là mình dọn tân lính, nhưng mà không ngờ Na có một pha ga rất là nhanh luôn và ăn được double kill ở giai đoạn đầu game rồi. Sau khi mà mình tỉnh lại rồi á nên là mình quyết định là di chuyển ra phụ tem ăn gồng luôn, mà lúc này là tem bạn có một pha giao tranh với tem mình. Mai mà mình được lên level 4 rồi á nên là mình thành công dứt điểm đi hai thành viên của tem bạn. Tem bạn thì ăn được con gồng rồi, AD tem mình thì cũng phải lên bảy số luôn. Lúc này là mình tưởng nó lao vô trụ múa luôn rồi nên là mình buộc phải bỏ chạy thôi nha anh em ơi, mai mà không có lao vào múa. Nhưng mà cái pha di chuyển về đường á thì tem bạn cũng bắt thành công mất tem mình này. Có một pha di chuyển khá là khó hiểu đến từ vị trí của mất tem mình nha. Pha này thì mình ganh thành công là đường top xong rồi dứt điểm đi được cái trụ này luôn. Và sau khi mà ăn trụ xong thì mình di chuyển về cái đường giữa đặng mình farm bùa xanh anh em ơi, nhưng mà không ngờ là thấy thằng Na tem bạn hết máu nên là pha này mình liều mình bay vào luôn, nhưng mà nó có quả cầu ao nhây anh em ơi. Mai mà mình vẫn đủ đam hạ nó được cái mạng chấm dứt, tưởng đâu là bị ao múa chết rồi, nhưng mà mình có bấm quả cầu ao nhây và thành công lui về và thả lại một cái icon like đến từ vị trí của Yuka nữa. Liên tục là những tình huống xanh xao đến từ vị trí của team mình, lựa góc rất là đẹp luôn. Na hết chiêu thì cũng phải lên 7 điểm số luôn và không còn quà anh em ơi, không còn sau đó nha. Và ở cái pha thi đấu cuối cùng này thì team bạn có một pha ga chết con gồng, nhưng mà do là team bạn chết ẩu quá, Na thì nhảy ẩu nên là bị team mình đưa lên 7 điểm số khá là nhanh luôn. Team bạn thì thiếu người nên là vỡ trận rồi. Ăn cơ hội mà team mình đang có bùa kinh công nữa nên là lên thẳng chơi với team bạn luôn. À tất nhiên rồi, cái video clip của mình đến đây là kết thúc luôn rồi. Cảm ơn anh em xem video. Nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, thả tim, chia sẻ và nhấn chuông thông báo nha, để mình có động lực ra những video clip hay hơn. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ và hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo.